Dạ vâng, em Linh xin chào cả nhà. Tiếp tục trong video ngày hôm nay, em Linh xả coi như là bằng cái giá cho tặng và bao ship cho mọi người. Thì gồm có 3 mã ấy, mọi người. 3 mã và rất là nhiều mặt bông khác nhau. Đấy thì như các video hôm trước mọi người xem á, thì là có những chậu đã nở hoa là hoa va rồi nhá. Đấy, những chậu đó thì em đã gửi cho khách đi rồi. Đó, và ngày hôm nay em tiếp tục xả và kèm tặng và bao ship. Đây, như cái dòng mã số 1, như cái dòng cây này là hầu như toàn là cây lai. Đấy, cây lai thì nó nở ra rất là nhiều mặt bông khác nhau. Đây, có những mặt bông cánh mai đây mọi người này. Có những mặt bông cánh mai rất là đẹp nha. Đấy, những cái đợt mà em bán live stream đấy, là em lấy từng cái lô này về là em bán những bông cánh mai là ở vườn này luôn đấy. Đấy, và bông va, phan chí lai đại long đao là nó là bông bầu và lưỡi hồng mọi người. Đó, nó nở rất là nhiều và bông lưỡi trắng. 5 cánh xanh lưỡi trắng, đó là bông những cái cây hạt nó nở rất là đẹp. Đó thì ngày hôm nay thì em sẽ xả những cái dòng này này. Hôm qua là bắt đầu xả từ hôm qua đó là có khoảng gần hơn là hơn 200 chậu. Đấy, và bây giờ chứ còn là vài chục chậu thôi. Đấy, cũng còn là ít thôi. Thế là hàng lỡ, hàng nhỏ là hàng mã 2 đấy. Hay là mã 1 này. Vâng, ngày hôm nay thì này 10 chậu và em sẽ tặng thêm là 2 chậu là 12 chậu nhá. 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này. Đấy, và em kèm tặng các bác là 2 chậu, 1 này, 2 này. Đấy là 12 chậu, 12 chậu là 100.000 đồng bao ship nhanh toàn quốc. Các bác kiểm tra hàng xong thanh toán đúng như y hình rồi các bác mới thanh toán. Và em sẽ lựa những cái cây đẹp nhất. Đấy, cây nhiều thân nhất gửi cho các bác trước. Còn những cây nào mà nó ít thân thì em sẽ sẵn sàng tặng cho các bác về coi như là nó như mặt bông. Các bác trồng từ một chậu này thôi. Đấy, trồng lên từ một chậu như thế này. Sang một năm sau thì các bác sẽ có một cái chậu rất là to như thế này luôn. Đấy, nó sẽ lớn và to như thế này luôn các bác. Đó, to như thế này, khi đó thì sang năm thì sẽ có hoa rồi. Và cái giá rất là rẻ, rẻ như trao tặng cho các bác luôn. Đó là cái mã số 1 nhá. Cái mã số 1 là 112 chậu bao ship cho các bác. Sang cái mã số 2, đây cái mã số 2 thì là 5 chậu vẫn tương đương vậy, 5 chậu còn ít thôi, mã số 2 còn ít thôi ạ. Còn khoảng tầm hơn 230 chậu thôi. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này, những cái dòng này, cái mã này, những cái loại này thì thân lá nó to. Đó, 5 chậu như thế này này là em giao lưu 130.000 đồng bao ship. Đó, quá là rẻ luôn các bác. Em một bác khách bác lấy hẳn mấy chục chậu luôn đây này. Đấy, tiền ship em phải cỡ 100.000 đấy các bác ạ. Đây các bác này nhìn này. Đó, lấy một lúc là rất là nhiều. Đây là những cái kiện hàng là muộn rồi, xe không chở kịp á. Nghĩa là xe bưu điện họ đi rồi. Đấy thì em sẽ hẹn các bác là sáng ngày mai. Sáng ngày mai sẽ gửi cho các bác. Đây các bác thấy này, đóng hàng rất là cẩn thận nhá. Đấy, cho dù là đơn hàng ít tiền nhưng mà các bác thấy đóng hàng này và thùng bìa nhá. Thùng 5 lớp rất là cứng cáp và cẩn thận. Nó đóng rất cẩn thận với cái tâm mình bán hàng thôi các bác ạ. Chứ không phải là vứt chỏng vứt trơ vào đó rồi bắt đầu là ném đi đâu. Bác kiểm tra sẽ thấy hài lòng là tất cả đều là rằng này. Rằng chắc hết này các bác này. Rằng ở ngoài chắc hết nhá. Đây là cái vết mà bọn em dùng băng keo để dính lại để không sợ mà người ta không ai đứt cái dây rằng đấy. Nó sẽ làm nó thục vào kia là nó sẽ hỏng cái đầu lá đấy. Đây này, rằng rất là chắc. Đó thì còn ít thôi. Thì ở vườn cũng một ít nữa thì em sẽ cố lấy thêm để chia sẻ rẻ cho mọi người. Đây, sang tiếp theo cái mã thứ 3. Cái mã thứ 3 thì em vẫn bán là với là giá là 60.000 đồng cho một chậu nhá. Chậu này khoảng tầm mười mấy thân đấy. Đấy, 60k cái vanh chậu này là vanh 20 rồi. Đó, rất là đẹp, rất là to. Đấy, 60k mà cái này thì không bao ship các bác nhá. Đấy, vì cái này thì em bán xả lỗ rồi. Bán bằng cái giá mà em nhập thì các bác ạ. Thật sự là như vậy đấy. Nó to lắm. Còn là... các bác chịu tiền ship vì trước đây em bán cứ trên 100.000 cho một chậu cơ, 150 hơn cơ. Đấy, nên các bác chịu tiền ship các bác nhá. Cái mã này đấy, số lượng còn vài chục chậu thôi, cũng không còn nhiều. Đó, thì các bác về chậu to này, các bác về sang chậu bác chơi thì nó sẽ đẹp hơn. Đó thì mọi chi tiết thì các bác liên hệ trực tiếp cho em qua hai số điện thoại thì em sẽ chạy ở trên màn hình luôn, là số thứ nhất là số 0358169999 và số thứ hai là số 0947977186. Đấy, cả hai số đều dùng Zalo. Đấy, các bác có thể là kết nối qua Zalo để chốt đơn hàng
thì em sẽ chủ động đóng đơn hàng, hoặc là có thể là bình luận ở dưới cái video luôn, bình luận cho em số điện thoại thì em sẽ trực tiếp điện lại cho các bác để các bác lấy đơn hàng nào. Để lấy đơn hàng nào thì em sẽ điện thoại và đóng đơn hàng để gửi cho các bác làm sao cho sớm nhất có thể các bác nhá. Và em bao ship thì bao ship nhanh toàn quốc các bác nhá. Và em cảm ơn các bác, cô chú, anh chị đã theo dõi hết video. Chúc cả nhà mình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn luôn thành công. Em chào mọi người ạ.